chấm nay đằng chấm nay thứ nâng phía chốt chế robot ni sắt, bọc gọp đại cơ nội bộ của cư chỉ cô đại trong bóng này cao ở đồng bằng đồng đá ni sắt nơi vị trí than CEO để bàn nâng công bằng an award hai bàn to an award trả lời tỏ tam ca trong ban robot ni sắt nâng an áp chỉ báo group chết đánh ni sắt chấm niên group group bên trong cam on trả chiết nơi vị trí than CEO tại tại tự ban ở ca smart kia không ca sắc xá nâng cả cho thuốc cả mà sắc xa cả nghĩa tăng vì chân làm tìm mũi đại bản khai tìm chìa trái vi sai xâm rạp vụ kế đã bày bảo lộc luôn nâng không sống cùng cả nghĩa nâng cả rụt nữ hỏi phải cả chốt chế bản cả lăng chàng chạp ra hạ bà tăng cả nhà soi chẳng đền đi sạch chân làm tìm bây bản này đừng thả cả nhà bản chạp đám hát ca nơi ông gặp hiệp cả nghĩa tăng vì chân làm đồng bốn rồi chuyển trường châu vị trí than CEO bà đang bị cả hạt cả và cho bọn nhà rụp này công phụng cả năm nay chỉ lấy khá bảo thiên trong bậc giả bị bán này trong hôn ở cháu là nạ trọc Estate Exchange nhưng chỉ bảo thiên hai sắp xài lụt cả nhà công trô trong phố cả bản đồ bản đá đại bằng cách ở các ai nhìn sân cho hạt ca ăn vọt cả nghĩa trẻ sáng bẹp này bây giờ nâng ca cho ăn vọt cả nghĩa bất tố và hai chị nè tặng ọc này đại công phụng tiết sản áo video này trong sở máy cực tháng bà dân chỉ cho ăn vọt cả nghĩa bà có chỉ thở mê sẽ đầy ai bà có chỉ thở mê càng nghĩa trả ơn bà có chỉ khát cầm lắng nâng nông ca cất bê và lý riêng sốt nâng ngày bà dân chỉ dừng cất tài hướng con bị bắt cho anh ta hướng con bị bắt còn tay bà dân chỉ dừng cất tài lơ hướng với chấm yến dừng bật chữ bàn thò trả ơn nhưng xong lơ bây chấm nội xâm khăn đại dừng ai riêng sốt bàn bì ở lại càng nghĩa tìm mùi cứ dừng nâng từ tụ bàn nơi chấm này chấm nền bật bà còn bộ thang nâng sở lá dương riêng từ sự đấy phần tay bây để cho ăn vật càng nghe chạy sáng cứ dương nâng ban riêng sâu nở với đại chia chấm nền chạy sáng ở với đại dương có bông thưa nó cứ chỉ ca ăn vật chạy sáng sở mẹp ca luôn nở tiếp ý cứ dương nâng chấp đam vô chấp bạc ở với tới chỉ cô đại bảo dương cho hát ca từ bốn cứ dương mẹ rộng tha tu tứ ở với đại dương chạy phần á dương thưa phần nâng phần tay nâng không phải giả ca ca nghĩa dương bà con chạy chụp chụp mùi nâng mà nữ chạy sáng miền khu bộ phê tầng ạ dương phải đại dương chụp chạy sáng dương chấp đam riêng sâu bị bụ quát tàng ca luôn nở tàng ca thôi ca bỏ phụ quan ca tập nhẹ nó và đôi chia chủng nghĩa nhập nông ca nghĩa dân chập đam xoay nhổ dân chập đam chặt tôm và đá ấy dân ca na dân chặt tôm dân chập đam che cất che cầm nọt cô đào tiếp bấy cứ dân can tài chúa từ đầu cô đào tham tiết tiếng cô đào chập này chủng nghĩa tiếng cô đào hình ảnh thổ đài bộ tham ni sắt ai bị âm hiện trán đại quạt chập tới quạt nâng ai bằng ca tới chia một đồng bo rồi có ba gạch chỉ và cam to luôn chẳng hình ảnh thổ có chỉ tôn môi này con tai ấy để sầm khăn cứ chủng nghĩa để quạt riêng bị càng nghe nâng cứ chỉ tôn môi đại sầm khăn thiệt để thổi quạt can từ lịch lố nâng không bị say chủng nuôi chấm pu mình tây can này thôn thiên mình nu nâng chỉ chủng nuôi ca tu tư cả nhà vết chân lẹ và cho bọn chỉ ni sắt chăn năm tí bu nơi vị trí than CEO bàn cốt sông cốt khinh thả ca sực sạp phong nâng ca an vót nơi cần lành ca nghiệp phong bàn thua ở cả nhà miên ca đi chấm ráo chàng khẳng rồi ca sực sạp bu chăn năm nơi vị trí than CEO bàn thua ở cả nhà miên ca plap đôi chỉ tráo lười chật cùng nứt akapakeria trong này đấng nâng ca đi chấm ráo nay khai rành vật thục bản tỏ bị khi nhóm ban sắc xa dạ về chất bốn chân nằm ở đây khi nhóm miền cao phát đồ chỉ chân tìm mối từ lờ chất cùng nất tìm bi từ lờ ở ạ cặp kè đầy giá mối tiết cư tệ tôn từ nâng ca đi châm ra từ lờ phân này thay ra nhật thổ dạ nàng cả đói bà tạm nhìn sất nhìn tế hệ chân nằm bị bọn đọc rằm phi cái nhà hạt sở lẹ và cho bọn chân nhìn sất chân nằm tìm bốn nơi vị trí than CEO nâng cổng phung thật trong đồng này chỉ chung nuôi ca phân này bị phía ca vì nhiều đại là cổng phung bắt đầu ca càng nghề chỉ chân đại sư tài mình cua chư tha nhìn sở rụng ni ai phương bản mà tập hiệp không biết đang cầm nọt đi làm trên bị ca riêng trong bàn trầm tư rồi bỏ vị trí than CEO để bằng ca bà ra ca hỏi miên ca riêng phong nâng ca ăn vọt ca nghe phong đi ấy ca đã cho ăn vọt ca nghe phong nâng ca lãnh phơi ca cả đôi chìa ca riêng nâng không sẵn lá phơi ở những miên vận đàn tầm nẹ tầm nông chán tiền nẹ đại thuộc phơi ca cho muối tiền nẹ đại cột cha tầng nẹ thơm mây hai cả đôi chìa lục nẹ cổ đại quạt bàn riêng vụ nhóm nâng cái quạt miên xài vận đàn chán đại sọt xanh tay chìa nẹ khẳng hay bật tham lớp này tiết ca nghe bảo nhung cái nhung miên tầm nẹt tầm nón chất năng phía trán cho mũi nâng nẹt rò xí nâng nẹt viền dục tầm nẹt tầm nón cho anh ấy nâng a chui nhung ai xem lại cô đai khuôn anh bán không ca khai chi viền dục cân như thế nào cột đời lại nhị sật pon mì nia cầm bông sơ sai cho nam tỷ buôn nơi vị trí than CEO bạn anh an tha rú kê ai miền là tập phía bờ bạc chấm nồi cốt quân cru sa tăng vị trăm tỷ mũi một lệ pol cư bên to pin ban xâm ra chất vàng trầm trữ chuyển trường châu sơ sai nơi vị trí than CEO nơi miền cao plat đô xâm tập phía chỉ với chấm miên chia bên to bên to sau mấy ca ăn vặt ca nghe bọn nhóm tì ố quạt ban ở nhóm châu tăng vị trăm tỷ mũi chọc cho mấy tỷ mũi châu cho mấy tỷ pí nhóm quạt ban cho hiện thân ca nghe thêm đó
សម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាន upgrade ខ្លួនឯងតាំងពីអ្នក intern ផ្សេងរហូតខ្ញុំបានរត់ផ្លាប់ដូរក្រុមហ៊ុនខ្ញុំចូលក្នុងក្រុមហ៊ុន NSO Technology ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទៅលើផ្នែក software គ្រប់គ្រងទៅលើអាជីវកម្មអញ្ចឹងដំណើររបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺតាក់ទងជាមួយនឹង business analyze ដែលជាផ្នែកទៅលើ flow អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអនុវត្តការងារនៅ NSO Technology ធ្វើឲ្យខ្ញុំបានរីកចម្រើនច្រើនជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំរៀននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានក៏ដូចជាខ្ញុំអនុវត្តមកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរិលឹកតាក់ទងជាមួយនឹង business ច្រើនអញ្ចឹងអាចថាជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាស្ថានក៏ផ្នែកជាមួយកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំដែរដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ដឹងច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើអាជីវកម្មដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឡើងតំណែងក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ខែហ្នឹងគឺទទួលបានគួរសមសម្រាប់ជួយខ្លួនឯងក៏ដូចជាជួយគ្រួសារដើម្បីសម្រួលបន្ទុកដល់គ្រួសារខ្ញុំបានជាច្រើនមួយចំនួនធំដែលជាផ្នែកមួយដែល CEO រួមចំណែកក៏ដូចជាកន្លែងការងាររបស់ខ្ញុំគឺរួមចំណែកដូចគ្នាចំពោះនិស្សិតឆ្នាំទី4លឺសុខេងដំបូងយល់ឃើញថាការរៀនផងការធ្វើការងារផងមិនសូវល្អនោះទេព្រោះអាចមានការប៉ះពាល់ដល់ពេលវេលាធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរូបគេយល់ថានេះគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់និស្សិតក្នុងការរៀនផងនិងអនុវត្តការងារផងទោះបីជាសម័យខ្លួនហាក់មានភាពមមាញឹកបន្តិចយ៉ាងណាក៏ដោយពីមុនខ្ញុំយកឃើញបានហ្នឹងប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវាជាឱកាសមួយសម្រាប់និស្សិតក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលគាត់មានឱកាសខ្ពស់នៅក្នុងការរៀនផងអនុវត្តការងារផងគឺជាឱកាសមួយដែលល្អហើយនឹងពិបាករកមែនទែនមូលហេតុដោយសារតែនៅពេលដែលយើងរៀនជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយយើងទៅធ្វើការងារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទាំងការសិក្សាផងវាធ្វើឲ្យយើងរីកចម្រើនទាំងការអនុវត្តការងារផងហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងរៀននៅសាលាគឺជា soft skill មួយដែលយើងត្រូវរៀនដើម្បីទទួលយកចំណេះដឹងនៅពេលដែលយើងចេញធ្វើការវារឿងផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារផ្នែកតាក់ទងទៅលើមុខវិជ្ជាដែលយើងបានរៀនវាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់យើងបានលឿនរហ័សដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងសម្រាប់ចង់ក្រោយគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលយើងគឺមានការកើនឡើងជាងមុនតម្លៃយើងខ្ពស់ជាងមុនអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺប្រសើរជាងមុនហើយអ្វីដែលចំណុចធំជាងគេនោះគឺអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយើងបានខ្ពស់ដូច្នេះហើយយើងឃើញថាការសិក្សាបដាលរៀនបដាលវាមានពេលវេលាមួយចំនួនវាពិបាកមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទទួលបានទាំងពីរទាំងបានបទពិសោធន៍ទាំងការសិក្សាផងយើងបានបទពិសោធន៍នៅកន្លែងការងារផងហើយយើងបានអនុវត្តការងារតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំរហូតដល់យើងពេលណាមួយដែលយើងចង់សម្រេចចិត្តថាយើងចង់ទៅធ្វើអីផ្សេងនោះមួយក៏រស់ស៊ីនោះមួយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានឱកាសមុនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចប់ឆ្នាំទី4គាត់ទៅរកការងារហ្មងអាចថាបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍គាត់ជាមួយនឹងយើងអាចនឹងមានភាពខុសប្លែកគ្នាជារួមការបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតនៅវិទ្យាស្ថាន CEO គឺជាការកសាងធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពសមត្ថភាពទាំងជំនាញរឹងនិងជំនាញទន់ដើម្បីក្លាយជានិស្សិតពូកែបាញ់ឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកមានអាជីពច្បាស់លាស់ក្លាយជាបុគ្គលិកឆ្នើមនិងក្លាយជាសហគ្រិនជោគជ័យក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។